số các phụ âm, một số phụ âm khi chúng ta nói tiếng Anh, chúng ta sẽ dùng cử chỉ động tác tay, và điều này chỉ có iCrazy English mới có thể hướng dẫn được cho các bạn, đó là dùng cử chỉ động tác tay để miêu tả những phụ âm. Ok, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, follow me, please. Đây là một phụ âm bật môi, nên là các bạn sẽ dùng động tác tay như này. Important. 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 B. Yes. Khi các bạn nói âm B, các bạn phải đặt tay trái lên cổ họng để kiểm tra rằng dây thanh quản của mình có rung hay không, bởi vì đây là một phụ âm hữu thanh. Và B là một cặp âm, một là vô thanh, hai là hữu thanh. B và I, nó là hữu thanh thì các bạn phải đặt tay lên để bạn kiểm tra xem dây thanh quản của mình có rung hay không. B. Da. Very good. Okay. Oh, sorry. Ga. Keep. Car. Very good. Ga. One more time, please. Ga. Very good.